Cô Bạch Sư, niệm sự chết là niệm như thế nào cho đúng? Con làm ở bệnh viện hay gặp người chết già trẻ thì con cũng thấy qua, nhưng chưa biết cách niệm sự chết. Đối với người ở bệnh viện đó, quý vị niệm sự chết như thế này: người già cũng chết, người bệnh cũng chết, người không bệnh cũng chết, người trẻ cũng chết. Chết, cái chết nó đến với bất kỳ độ tuổi nào, cái chết nó đến với bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, cái chết nó đến với bất kỳ cái hoàn cảnh nào, bất kỳ lý do gì, ai cũng không tránh khỏi cái chết. Bản thân ta cũng không tránh khỏi cái chết. Ta có thể chết bất kỳ lúc nào, ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Cái sự chết đối với ta là không chắc chắn đấy, và ta chết bằng cái cách gì nó cũng không chắc chắn. Ta có thể chết vì bệnh, ta có thể chết vì tai nạn, ta có thể chết vì tuổi già. Cái cách mà chúng ta chết là không chắc chắn, mà chắc chắn là chúng ta sẽ chết mà không biết chết lúc nào. Luôn luôn suy nghĩ, như tâm niệm như vậy, ta có thể chết bất kỳ lúc nào đấy. Và sau khi chết rồi đó, ta không biết là ta đi đâu, ta đi lên hay đi xuống, đó là một điều không chắc chắn. Nhưng mà ta có một điều chắc chắn là ta sẽ chết, ta sẽ chết bất kỳ lúc nào. Đó là phương pháp quán niệm sự chết. Nhiều người họ nói là như vậy có vẻ bi quan quá, nhưng mà xin thưa, đối với một người đó, họ hiểu được cái sự quán tưởng về sự chết, họ có thể họ chết bất kỳ lúc nào, họ sẽ sống một cách có lợi ích, bởi vì họ không có sự dính mắc, họ buông bỏ được cái sự dính mắc. Họ sẽ thấy là những cái sự tầm cầu, các lạc thú, các sự hưởng dụ, hưởng thụ nó là không cần thiết, cho nên họ có thể buông bỏ được sự dính mắc. Và họ có lý do để họ tinh tấn, bởi vì họ biết là họ sẽ chết bất kỳ lúc nào. Ví dụ như là bây giờ tôi chuẩn bị lên bàn mổ, tôi không biết là tôi có còn sống để mà tôi đi ra hay không. Thành ra quán niệm sự chết, tôi không biết tôi chết bất kỳ lúc nào. Thì như vậy đó, họ sẽ tinh tấn tu tập, có nghĩa là họ nghĩ là vào lúc này rồi là tôi sẽ chết, thì họ sẽ nỗ lực họ tinh tấn. Ví dụ như Chư Tăng thường nói đùa là cái người mà sắp chết, không phải, cái người trên máy bay đó, khi máy bay cất cánh hạ cánh đó, chưa mấy vị sư ở trên đó là chánh niệm ghê lắm, tại vì họ nghĩ là có thể chết bất kỳ lúc nào, có thể chết vào lúc đó, lúc là lúc dễ chết. Thì như vậy đó là lý do để chúng ta chánh niệm. Thứ nhất là chúng ta buông bỏ không dính mắc, thứ hai là chúng ta có cái động lực để chúng ta tu tập, thứ ba là chúng ta sống là một người sống có trách nhiệm. Chúng ta không thể nào mà chết rồi chúng ta để là một cái đống bầy hày để cho người ta dọn, để lại những cái bất thiện để mà làm hại mình, hại người. Chúng ta không muốn chết rồi chúng ta đi xuống, không muốn chết rồi chúng ta đi địa ngục, thì chúng ta phải sống là một người sống có trách nhiệm đấy. Cho nên đó là lợi ích của việc mà niệm sự chết. Và xin thưa với quý vị đó, trong kinh Pháp Cú đó, chú giải Pháp Cú, thì một người mà niệm sự chết như vậy đó, nếu như cái chết đến với họ trong khi họ đang niệm sự chết thì họ sẽ sanh thiên.